Ngọc Hảo xin chào tất cả mọi người, những bác những anh đang xem kênh của Ngọc Hảo nhưng mà mọi người chưa nhấn vào nút đăng ký thì các bác các anh nhớ nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông ở cạnh bên để liên tục cập nhật tình hình ở bên Ngọc Hảo cũng như đăng ký để ủng hộ cho kênh của Ngọc Hảo luôn nha mọi người. Thì như chúng ta đã biết á, khi mà chúng ta nhắc đến cái thương hiệu loa Tannoy là nhắc đến một cái thương hiệu loa đồng trục số 1 ở trên thế giới với những cái đôi loa có cái mức giá cực kỳ đắt đỏ, và mọi người thấy ngoại hình thì đẳng cấp sang trọng, chất âm của Tannoy thì thật sự mọi người không cần bàn cãi được, bởi vì gần 100 năm qua chất âm của Tannoy đã khiến những cái người mà đam mê âm thanh như chúng ta phải điên đảo vì nó. Và ngày hôm nay thì Ngọc Hảo giới thiệu đến cho tất cả mọi người một cái model thuộc cái dòng Legacy danh tiếng, đó là cái model Travis, một cái model mà được hãng Tannoy sản xuất liên tục từ những cái thập niên 70-80 cho đến tận ngày nay vẫn còn sản xuất. Và cái model Travis ngày hôm nay là mới 100% và được bảo hành chính hãng 12 tháng từ nhà sản xuất, được hãng Tannoy lắp ráp và sản xuất tại nhà máy của hãng ở châu Âu nha mọi người. Thì hàng cũ á, ở trên thị trường cái model này á, sản xuất ở những cái thập niên 70-80 thì Hảo thấy bán, vẫn đang bán ở trên thị trường đâu đó cái mức giá là tầm từ 40-50 triệu, cái mức giá cũng khá cao. Nhưng mà cái model ngày hôm nay là một cái model mới 100%, mới 100% luôn nha mọi người. Thì được hãng cải tiến vượt bậc về cái cụ loa cũng như là cái cấu trúc phân tầng ở bên trong, nên cái chất âm của nó chắc chắn với mọi người là nó sẽ hay hơn rất rất là nhiều so với cái hàng cũ, mà cái mức giá cực kỳ hợp lý luôn nha mọi người. Hảo mà công bố cái mức giá ra chắc chắn bác và anh nào cũng phải ngạc nhiên, phải ngỡ ngàng về cái mức giá này luôn. Cái mức giá cái model mới này niêm yết đang bán ở trên thị trường á, là Hảo thấy là đâu đó là 117 triệu đồng, nhưng mà tại Ngọc Hảo Audio sẽ có cái mức giá cực kỳ tốt luôn. Bác và anh nào mà chúng ta lấy thì mọi người liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hảo thì có mức giá chỉ có dưới 90 triệu đồng thôi nha mọi người. Đó, mức giá cực kỳ rẻ luôn, chỉ có dưới 90 triệu đồng mà hàng mới nữa, được trang bị những cái công nghệ mới, cái ngoại hình thì sang trọng đẳng cấp thời thượng, được khui thùng chứ mọi người mua mọi chúng ta thêm ít nữa mà chúng ta được trải nghiệm nó rất là hay luôn. Còn khi mà chúng ta mua hàng cũ thì thật sự mọi người cái công nghệ cũ chắc chắn chất âm nó sẽ không có hay bằng, và mình mua mình cũng có phần lo lắng phải không mọi người. Đôi lúc nhiều bác anh cũng lo lắng lắm, nhưng khi bác anh chỉ cần thêm ít nữa chúng ta xài cái hàng mới, thật sự mọi người xài hàng mới nó sướng lắm, rất là đã tay luôn, mình nhìn hay mình khui mình ngắm gì nó cũng sướng hết mọi người. Thì bây giờ thì Hảo sẽ khui thùng ở bên trong, sau đó thì Hảo sẽ quay chi tiết rõ ràng và mình sẽ chia sẻ những cái công nghệ mới nhất của nó gửi tới cho tất cả các bác các anh nha. Thì mọi người thấy này, đây nó nguyên thùng, nó mới 100% như vậy đó, đó nó cực kỳ to luôn nha mọi người, ở ngoài nó to đùng luôn á. Đây, và đây là một trong những cái model mà tại vì cái dòng mà Legacy của hãng thì quá là nổi tiếng rồi, thuộc cái dòng di sản. Bây giờ thì Hảo sẽ khui thùng nha, mọi người thấy nè, mọi người thấy à, quên Hảo quên giới thiệu cái USB, bây giờ Hảo giới thiệu chút xíu, Hảo để sẵn ở trên đây nè, sau đó thì Hảo sẽ khui thùng và bưng ra cho mọi người chiêm ngưỡng nữa nha. Mọi người thấy là Hảo bán cái USB nhà số 4 ghi với mức giá là 600.000 đồng, còn 128GB là 800, còn ổ cứng 500GB là 1,5 triệu và 1T là 2,5 triệu nha mọi người. Bác và anh nào mà có nhu cầu về nhạc lắp ráp chất lượng cao thì mọi người liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hảo để sở hữu ngay. Và ngay lập tức bây giờ Hảo sẽ khui thùng cho mọi người xem đây, và Hảo sẽ chia sẻ những cái công nghệ mới nhất mà hãng Tannoy trang bị vào trong cái model này nha mọi người. Đó, cải tiến rất là nhiều nên cái chất âm nó hay hơn hàng cũ rất là nhiều nha mọi người. Chất âm nó hay lắm, cái ngoại hình thì nó Hảo thấy nó sang trọng, nó thời thượng lắm, rất là đẹp luôn. Hảo bưng ra rồi đây mọi người, thì khi mà Hảo bưng ra thì nó sẽ có những cái phụ kiện kèm theo này. Đây, để Hảo khui trực tiếp cho mọi người xem, là Hảo cũng khui chưa khui ra nên không biết bên trong là cái gì. Thì nó sẽ có 40 miếng mút để chúng ta nhét vào cái lỗ thông hơi mọi người, tránh côn trùng này kia nó chạy vô á. Rồi đây là cái hộp để Hảo lấy ra khui trực tiếp cho mọi người xem luôn nha. Dưới này nó sẽ có cái hướng dẫn sử dụng này mọi người. Đây này, đó, đây là cái này là cái tuyên bố về chất lượng á, được cái kỹ sư này
Đó, người ta ký trực tiếp ở trên đây, khi mà trước khi mà cái đôi loa này nó ra thị trường mọi người, dưới này là nó sẽ có những cái đại diện của cái dòng Legacy, gồm có X, Tân, Travis rồi Ardent. Đây là cái mô đen nhì bại nha mọi người. Đó, bác và anh nào chúng ta thích thì về đọc thêm, họ để bên đây. Rồi cái hộp ở bên đây mở ra cho mọi người xem luôn nha, để xem bên trong nó có cái gì. Họ cũng chưa biết mở hướng nào. Rồi đây. Đây, làm rất là tỉ mỉ luôn nha mọi người. Đây, bên trong thì cái hộp này là cái hộp xi đó mọi người, để khi mà các bác các anh xài thời gian á, mình đánh lên trên cái gỗ để cho nó tăng thêm cái phần cái vẻ đẹp của cái hộp gỗ á, nhìn nó bóng, nó đẹp, nhìn nó tự nhiên. Đây là cái cầu nối bi quay. Rồi phía dưới là nó sẽ có thêm cái chân đế, bác và anh nào mà thích gắn thêm chân đế vào ở cái không gian của mọi người thì mọi người gắn vô. Rồi nói chung là có đầy đủ hết á. Bây giờ họ để qua bên nha, sau đó thì họ sẽ mở cái lưới trầm ra để cho bác các anh chiêm ngưỡng cái ngoại hình của nó. Rồi đây mọi người, cô hoa hậu này đang được trầm ở bên trong đó mọi người, thì bây giờ họ lấy ra nha. Đó, mọi người thấy này, đó, cái vẻ đẹp tuyệt vời lắm mọi người, với thiết kế nó rất là thời thượng, và dở ra thì cái mùi Anh Quốc nó đang phảng phất ở đâu đây luôn nha mọi người. Cái mùi mà cái mùi loa mới ấy, khi mà chúng ta khui á, nghe cái mùi thơm của cái mùi gỗ ấy, nghe nó đã lắm mọi người, nó rất là thơm luôn nha mọi người. Đây, rất là đẹp luôn. Cái gỗ này là được làm bằng gỗ quý, nên chúng ta nhìn những cái đường vân của mọi người thấy này, nó khá là dài, nó cái thùng nó khá là dài, nhìn tuyệt đẹp luôn nha mọi người. Đứng họ đứng cái khoảng cách này là họ thấy nghe được cái mùi gỗ nó rất là thơm đó, và nó có cái thiết kế cái chiều cao là lên đến là 87, cái chiều sâu là 27, và cái chiều rộng của nó lên đến là 46 luôn nha mọi người. Đây, qua chiếc bên này cho mọi người xem, phía dưới nó có cái chân đế này, nó rất là đẹp luôn, đặt lên cực kỳ sang đó. Mỗi lần mà khui ra mới là cái cảm giác nó đã lắm mọi người, rất là thích luôn. Không biết các bác anh có thích không ha. Đây cái logo của Tannoy này, cái logo này nó cũng khác so với cái model đời cũ đó. Và cái thiết kế lưới hai mảnh. Về cái ngoại hình của nó thì Hảo thấy là nó có thay đổi, nhưng mà cũng không có phải là nhiều lắm nha mọi người. Đó, thì điều đặc biệt ấy, đó là hãng người ta dành hết cái sự cải tiến, nâng cấp cho cái chất lượng âm thanh qua từng đời nha mọi người. Người ta chú trọng nhiều về cái cấu hình ở bên trong á. Đây, cái lưới của nó đây mọi người. Nói chung là hàng mới thì chúng ta không có nói nhiều về cái đẹp hay không đẹp vậy mọi người ha, nguyên vẹn hay không, để mà chúng ta sẽ nói về những cái cải tiến mới mà hãng Tannoy đã đưa vào trong cái model Travis này, Travis này ở bên này. Đó, mọi người thấy cái thiết kế này nó cực kỳ sang trọng luôn nha mọi người, nó thay đổi này. Đó, cái viền loa nó cũng sẽ khác này. Ở cái loa đời cũ á, thì nó có cái mũi loa được làm bằng lưới, nhưng mà đời mới thì nó không có nữa. Và đời mới thì nó sẽ có cái bảng tinh chỉnh này này, cái bảng này nó sẽ được làm mạ vàng thật luôn nha mọi người, nên cho chúng ta nhìn nó rất là sáng luôn. Còn cái đời cũ là nó sẽ không có nha mọi người. Rồi ở bên này một cái thiết kế nó rất là đẹp luôn, cái thiết kế này nó họ thấy là nó thời thượng, nó phù hợp hơn với cái thời đại mới. Còn cái thiết kế cũ thì nhìn nó cổ cổ mọi người, nó rất là sang luôn, nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều mọi người ha. Và nói về cái chất âm nó cũng hay hơn so với cái đời cũ rất rất là nhiều luôn nha mọi người. Hay hơn rất là nhiều luôn, chứ không phải là hay hơn một xíu đâu. Đây, họ để bên này nha. Đó, cái thùng gỗ của cái model này mọi người biết sao không? Rất đặc biệt. Đó là được những cái nghệ nhân bậc thầy của hãng Tannoy, người ta làm thủ công, người ta làm thủ công bằng tay hoàn toàn luôn nha mọi người. Đó, người ta lắp ghép này, đóng bóng cái thùng loa này kia đều được làm thủ công 100% luôn, và kiểm soát về chất lượng á, âm thanh bằng cái hệ thống kiểm định chất lượng bởi những cái máy tính này chuyên vận dụng rất là tốt luôn nha mọi người. Đây, lắp ghép này kia, thùng đánh bóng này kia được làm thủ công bằng tay 100%.
Đó. Khi các bác anh về mà xài thời gian á, chúng ta lấy cái bộp xi hồi nãy mà Hảo quay á, Hảo mở bên cái thùng kia á, cái phụ kiện kèm theo mọi người đánh lên là nhìn nó bóng, nó rất là đẹp luôn. Nhìn cái đôi loa mà nó mới hơn, y như mới vậy đó. Và thiết kế bát 30, những cái đường viền này này, đó, nó sẽ khác so với cái đời cũ. Và cái thiết kế mà phiên bản mới nhất á, thì cái bụi vải nó không còn. Cái bụi vải của loa cũ thì nó sẽ có cái bụi vải, nhưng cái này người ta sẽ không có áp dụng vào nữa, người ta bỏ luôn để chúng ta thấy được cái chất đồng trục ở bên trong cho nó đẹp. Đó, và cái âm nó lan tỏa ra nó hay hơn nữa. Đó. Thiết kế thì chúng ta thấy là nó thanh thoát hơn ha, nó phô bày cái chất đồng trục họng kèn được cải tiến hơn về cái chất lượng, về chọn kích thước luôn nha mọi người. Và cái bát này, cái bát của cái đời cũ thì nó sẽ có cái màu hơi ngả tím, tại vì Hảo cũng đã từng bán rồi. Còn cái đời mới thì cái bát của nó sẽ là màu đen. Và cái viền xếp gấp đây, cái viền xếp gấp này á, cái viền đời cũ á, nó sẽ được làm bằng cái gân mút, nhưng mà cái đời mới nó sẽ được làm bằng viền xếp gấp đây, cho cái chất âm mềm mại và uyển chuyển hơn cái viền loa cũ nha mọi người. Đó, cấu tại cải tiến có cái phần không gian bên trong cụ loa đồng trục á, ở bên trong nó sẽ giao thoa sóng âm nha mọi người. Cái phần không gian đây, Hạ người ta thiết kế ở trên này này, cái phần này này mọi người thấy này. Đó, đây là một cái phần mà nó sẽ giao thoa sóng âm giữa cái âm bass và cái âm treble để tạo nên một cái ra một cái âm mid loud mà cái đời cũ không có. Cái âm mid loud này á, nó sẽ giúp cho cái phần trung âm của chúng ta thêm dày dặn hơn. Đó, đối với những nghe người nghe nhạc tầm thấp á, thì họ thấy là quan tâm nhiều đến cái âm bass treble. Còn đối với những cái tín đồ mà âm thanh hai em á, thì người ta sẽ quan tâm nhiều hơn đến cái âm trung mọi người. Cái âm trung phải rõ ràng, phải dày mới hay. Và cái nguyên lý loa đầm trục của Tannoy thì thể hiện cái điều này cực kỳ tốt. Đó là cái hay của cái Tremolus đời mới này nha mọi người. Và đây là cái bản tinh chỉnh này mọi người. Cái bản tinh chỉnh này là được mạ vàng luôn nha mọi người, mạ vàng thật luôn á. Nên chúng ta thấy nó sáng bóng mà nó lóe sáng lên, nó rất là sang luôn, rất là đẹp luôn. Và trên này chúng ta có thể chỉnh âm treble, tăng giảm âm treble trực tiếp ở trên đây luôn nha mọi người. Bác và anh nào mà chúng ta thích nghe treble nhiều hay là treble ít thì mọi người chỉnh trực tiếp ở trên đây. Mọi người vặn cái núm này ra này. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ chỉnh theo cái ý muốn, cái sở thích cá nhân. Bây giờ họ vặn này, ví dụ như muốn tăng treble thì mọi người vặn vào đây, hoặc là giảm thì mọi người vặn vào đây nha. Bây giờ họ sẽ để vào cái vị trí cũ. Các bác anh về thì mọi người xài, khi mà xài thì mọi người vặn chặt vào để cho nó tiếp điện. Đó, thì nó mới có hiệu quả được. Chứ không mọi người vặn lỏng lỏng là nó không có được đâu nha mọi người. Đó, rất là đẹp luôn. Và cái model này nó có cái công suất lên đến là 125W cho mỗi thùng. Là cái công suất mà liên tục á, còn cái công suất maximum là lên đến là 400W nha mọi người, trợ khá là 8 ôm, độ nhảy 92 dB. Với cái độ nhảy thì các bác, độ nhảy này thì các bác các anh rất là dễ ghép loa luôn, dễ ghép âm ly luôn nha mọi người, không có kén âm ly. Và cái model này chúng ta đánh cho những căn phòng từ 40 đến 50 m², thoải mái nha mọi người. Đó. Và bây giờ thì Hảo quay đằng sau cho mọi người xem ha. Mọi người xem cái trạm kết nối loa. Rồi sau đó thì Hảo sẽ test nhạc trực tiếp luôn cho các bác các anh nha. Và bác của anh lấy thì nhanh tay liên hệ trực tiếp cho phòng Hảo qua số điện thoại ở góc màn hình. Giá chỉ có dưới 90 triệu đồng thôi, thị trường đang bán là niêm yết 117 triệu đồng. Hảo là chỉ có dưới 90 triệu thôi nha mọi người. Với cái mức giá này thật sự mọi người là rẻ nhất trên thị trường rồi. Đó, mọi người thấy cái trạm kết nối dây loa đẳng cấp chưa? Rất, nhìn rất là sang luôn mọi người, nhìn nó đẳng cấp lắm. Đây, trên cái trạm kết nối dây loa nó sẽ có cái chữ Tannoy luôn trên này này. Mọi người thấy này, ghi tên thương hiệu trên đây luôn. Và nó được làm là mạ vàng luôn nha mọi người, nên cái tín hiệu nó truyền dẫn cực kỳ tốt luôn. Đó, nói chung là không cần nói nhiều nữa mọi người ha. À, nó được sản xuất tại châu Âu và chắc chắn là được làm tại Anh Quốc luôn nha mọi người. Tại UK ở phía dưới á, mọi người thấy đó, rất là đẹp luôn, được sản xuất và được làm tại nhà máy của Tannoy tại Anh Quốc luôn nha mọi người, với mức giá chỉ có dưới 90 triệu thôi.
bác của anh nào lấy thì mọi người liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hạo qua số điện thoại của góc màn hình. Và với cái model này chúng ta đánh những cái bản nhạc nhẹ trữ tình hay là nhạc acoustic đồng quê thì đều rất là hay luôn nha mọi người, và ghép tốt với những cái dòng Alphafireless Man thì đều ok đó. Và bác và anh nào lấy thì liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hạo qua số điện thoại ở góc màn hình. Và bây giờ thì Ngọc Hạo sẽ mời mọi người thưởng thức một ca khúc tuyệt vời qua phần trình diễn của đôi loa này. Sao vơi vợi tuổi thanh xuân ơi.
Thank you.